vừa to hết đi nè. Hôm nay là đi ra ngoài chích cá, chích cá kiếm cá sông. Hôm nay là có đem bình máy chích cá, cải thiện cuộc sống. Đem hai cái máy. Có sông không? Hai cái máy với lại 5 người đi. Cái này nếu mà có một người đi là ok rồi. 5 người đi à? Đây có anh chị lên Lâm Đoàn xuống này. Chào đi chứ. Chào mọi người đi. Về mình quay lại. Rồi đó. Chiều có online. Chiều đang lên Facebook chơi chứ. Chuẩn bị chích cá. Đi đánh bún đánh cá dưới bún sâu này. Bún sâu. Anh cá dưới bún. Đây, thành quả được mớ cá. Được mớ cá rồi. Đây, cải thiện cuộc sống nuôi rừng. Gần Tết. Sắm cá đây là phơi khô. Phơi khô ăn Tết. Mùa nắng. Bạn thấy nhiều không? Cá rất là nhiều lắm nha. Lạnh quá rồi nha. À bùn ngay. Quay gút chạy cả rồi vậy. Lúc nãy quay một cái clip đánh cá là ngon rồi. Đây chỗ bãi đánh này. Lạnh lắm. 11 giờ bây giờ vẫn lạnh à. Anh mập mà sao anh lạnh vậy? Đi chích nữa vậy? Chích nữa chứ. Chích nữa. Về sớm, chi nữa. Thì sống với nhà ở không chứ làm gì hả? Ở không. Cá này. Về chứ về ăn nhiều chứ làm gì. Cơn đi. Ôi, lại lực. Aru con tim bây giờ cứ thêm dính với cái thường yên. To quá. Giờ là gửi một ngàn. To quá, cứ dính đấy. Đây rừng. Đây rừng à. Rừng sâu lắm. Cây to, cây gì, cây già, cái gì nữa. À, xin chào các bạn, hôm nay là đi vô rừng, đi xong chích cá. Chích cá kiếm cải thiện cuộc sống gia đình. Đây, chích cá xong là rất là trong veo đó. Trong veo mà sáng giờ chích cá. Nước rất là trong veo nhưng mà cá từ nãy giờ cũng được ký rồi. Đây là ông Nghĩa này. Cá vừa chích cá vuốt thuốc mà. Chích cá vuốt thuốc luôn. Kia là hai đứa cháu. Hai đứa cháu bên kia chích. Còn bên này đó, hai đứa cháu đang chích đó rồi đó. Đem hai máy hai bình. Chờ cá trôi mà sao dít mà không bắt cá. Cá bóng đá không vậy? Nước là rất lạnh các bạn ạ, à. Nước rất lạnh lắm. Giờ là 9 giờ rồi mà lạnh, rất lạnh. Đi ra ngoài rừng núi à. Đi lâu lâu. Ê, cá chích trên này kìa. Cá bóng đá này chích trên đi. Cá nó ở chỗ này là chích.
cá ngay chỗ này mà sao không thấy nướng biết. Đây đây, đây. Cá đây này các bạn. Cá này là gọi là cá bóng đá. Bóng đá này ăn ngon lắm các bạn ơi. Tuyệt vời. Cá này là ngon nhất này. Cá bóng đá giờ vô hắn đá rồi. Đù, cá này. Cá này, đù, cá bóng đá cá nhỏ không à. Bên đó được nhiều cá không Đảng? Cầm. Rất to lắm bạn, rất to. Rất to. Cá này các bạn ơi, cá này. Cuộc sống dân dã của vùng miền miền núi là kiếm cá, cải thiện cuộc sống trong gia đình. Nay là chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2022. Đây là một cái ao cái con các bạn, rất to, rất sâu. Rất to. Trên này đánh lưới đi, lấy lưới ra đánh rồi mới được bún này rất sâu các bạn. Chờ lấy lưới đồ nghề ra đánh. Này đánh được mớ cá, được gùi cá. Này các bạn thấy cá to không? Đó, cá rất là to. Đó, cá to, rất to. Dùng gùi cay. Cá bự lắm các bạn ơi. Đó. Cái này gọi là cá mè. Cái này chắc được nửa cân á. Nửa cân. Rồi chuẩn bị nướng cá nhậu. Chùm lưới bị nướng cá nhậu. Chà, lửa này hơi to này, chắc lửa này mà có than chắc là chắc cửa khoảng nửa tiếng nữa mới có than nướng cá đây. Ủa anh sao vậy? Lạnh quá hả? Lạnh quá. Sợi lửa cho nướng cá rồi nhậu làm xỉ đỡ lạnh. Ủa cái này mình nấu canh ón hả? Bỏng hả? Bỏng. Đây là bún đánh cá này. Bún này nhỏ nhỏ vậy mà cá nhiều lắm.
trong cuộc đi kiếm cá này thì cũng phải đem một chút gọi là ấm áp của đem theo chút men, đem theo 5 xì rượu, đem rượu để uống giải khát, không phải uống để nhậu, có cá rượu nè, có cơm luôn, cơm canh. Bữa nay đem được một hũ cơm. Ồ, hồi nãy đem được mấy hũ cơm ta? Mấy hũ cơm? 2 hũ. À, được 2 hũ, 2 hũ. 2 hũ là được rồi, 2 hũ là ngon. Ok. 2 hũ là ăn từ đây tới chiều là về, từ đây chiều là ok rồi, bình thường rồi. Kia đóng lửa, đóng lửa nướng cá. Rồi, rồi giờ chích cá xong rồi bắt đầu là chuyển sang chế độ là nướng cá nhậu. Nướng cá nhậu, đó, ăn mà theo. Cá rất là tươi, rất là ngon. Đó, tuyệt vời. Đây là ống này là ống này cũng có cá nữa các bạn này. Cá đầy đủ. Cá rồi rau cỏ bỏ trong ống này, nấu canh ống. Đây là chỉ có miền núi mới có các bạn nghe, còn đồng bằng dưới đồng bằng hay thành phố thành thị là không có đâu, chỉ có miền núi thôi. Miền núi là có cái món nấu canh ống. Rồi cá nướng xong rất là ngon, tuyệt vời. Đây là cá nướng này. Cá nướng rất là ngon, đủ, tuyệt vời. Cá này nhậu với rượu đế là y. Rồi, thấy ngon không? Tâm mạng luôn, nước mắm đó, chấm gì chấm. Ngon, tôi muốn tôi cũng chén đâu rồi. Cá này thì có... cá này là chấm với lại muối, ớt, ớt, rượu. Mắm mè nè, à chà, mắm mè ngon nữa. Cá nướng mà có mắm mè nữa là tuyệt vời. Đàn anh, mày quay chú mày đi, quay chú mày rửa cá. Thấy chưa? Thấy rồi. Giờ đang rửa cá này, cá đang bị nhậu. Thấy ngon không bạn? Ngon, cá rất ngon nghe. Tươi mắt. Tuyệt vời. Cá suối Đắk Rông. Cá suối Đắk Rông. Cá suối tại xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Xuôi rồi chưa? Chưa đâu, chưa kiếm đâu. Đâu? Lại khuôn mặt này. Cá này ăn rất ngon đấy bạn ơi. Okay rồi. Nướng tái thôi, nướng chín quá thôi. Tái thôi. Tái là nó ngon, ngọt. Nướng khô quá ngon. Khô quá không ngon rồi. Nó mất chất. Xin mời các bạn chuẩn bị lên mâm các bạn ơi. Nướng lại, phải nướng đi hả? Phải đi. Rồi. Dừng nghe. Sau đây là cái món này là món canh ống này. Canh ống nấu với cá. Canh ống nấu cá. Ồ, nước rất là đỏ luôn. Cái này gia vị ớt đồ. Trời ơi, cá chưa ra mà ra nước không ạ? Cái này khúc nước trước quá. Bỏ trong tô này. Cá bỏ tô đi. Cá bỏ tô đi. Cá nóng quá nóng. Nóng quá. Quá nóng. Này, cao này. Rồi xin mời tất cả các bạn lên mâm nghe. Lên mâm nâng ly. Rồi, vô.
Chào anh. Ồ, anh uống rượu hả? Ồ, anh nô là gì? Ồ, không hả? Tiếng ở tiếng nào không biết nữa. Bó tay rồi. Xin chào nghe. Giờ mời các bạn uống rượu cùng chúng mình này. Đắng đắng. À chà. Cá đắng mà. À. Ai cá chấm với nước mắm. Nước mắm mè. Nước mắm mè, nước mắm mè đây. Nước mắm mè rất là ngon. Tuyệt vời đấy. Lưu quan năm rồi. Anh quan năm lưu rồi. Đây năm rồi. Đây cá bóng. Cá nữa ông bóng tô các bạn nha. Anh đoan cổ cái này đấy. Xin chào các bạn, hẹn các bạn clip lần sau nghe. Chào.